Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân nha. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là của bạn Nguyễn Tân, thì bạn này đã từng gửi chuyện về cho chương trình rồi. Chuyện của bạn nói về mẹ của bạn á, là đã từng bị quỷ nhập, mà các bạn đã từng nghe ở tập trước đây của Tân, thì Tân sẽ để cái tập đó ở trên cái câu chuyện này luôn để các bạn có thể tiện sợt lại nếu các bạn không nhớ. Thì câu chuyện của bạn Nguyễn Tân kế tiếp nữa là lúc này là mẹ bạn mang bầu bạn. Thì mẹ bạn đã có như là cũng như khó chịu xích mích với lại bà ngoại, cho nên là mẹ của bạn đã dọn về nhà bà nội ở. Thì thật ra nhà bà nội bà ngoại cũng gần nhau thôi, cái chuyện mà mẹ con cãi nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà có lẽ là do quá trình mang bầu á, người phụ nữ cũng khó chịu hơn, cho nên là mẹ bạn đã dọn về nhà nội của bạn là ở. Thì khi sinh bạn ra đó thì cơ thể của mẹ bạn rất là yếu, cho nên là cái bữa hôm đó mẹ bạn đang nằm ru bạn ngủ thì mẹ bạn bắt đầu liêm diêm vào giấc ngủ. Thì khi mà liêm diêm được một chút á, thì mẹ bạn nghe giọng một người phụ nữ nói bên tai của mình là mẹ của mày thương mày lắm, sao mày bỏ bả mày đi vậy. Thì lúc này mẹ bạn khẳng định đó là ma, tại vì mẹ bạn đã bị tiếp xúc với người âm rồi cho nên biết. Thì mẹ bạn mới bực dậy gọi điện cho bà ngoại để mà xin lỗi. Rồi sau đêm hôm đó đó, sau ngày hôm đó thì cái con chó ở trong nhà đó nó hay tru tréo lên lắm. Mà theo lời của những người xưa kể lại á, chó mà tự nhiên nó tru, nó hú thì thường là có vong quỷ ma đã đến cái căn nhà này. Thì người nhà của bạn á đã đem bỏ cái con chó đó đi. Thì lúc này á, vào một cái buổi tối khi mà cái buổi trưa, khi mà mẹ bạn đang ngủ nữa, thì nghe giọng một người phụ nữ nói bên tai của mình là dậy đi nấu cơm đi, ngủ gì mà ngủ hoài vậy. Thì lúc tỉnh dậy á, mẹ bạn đi nấu cơm này kia thì mới gặp bà nội của bạn, mới hỏi là má kêu con dậy nấu cơm hả? Thì bà nội lúc này mới nói là tao ngủ trên lầu, tao có kêu gì đâu, chắc là mày ngủ mớ đó. Thì lúc này là mẹ bạn cũng đã hiểu ra cái sự tình rồi. Thì một hôm đó nữa, mẹ bạn ngủ thì thấy một cái bàn tay lông lá chạm vào người của mẹ bạn. Thì mẹ bạn cứng đờ và bà mẹ bạn chỉ quay qua được cái cổ thôi. Thì khi quay qua đó thì nhìn thấy hình dáng một người phụ nữ đang đi xuyên tường. Chính vì vậy mà mẹ bạn rất là sợ. Rồi đỉnh điểm là một cái hôm đó là 3 giờ sáng, buổi tối đó là 3 giờ sáng. Thì khi mẹ bạn ngủ thì mẹ bạn thấy cái người phụ nữ, một cái bàn tay đó đụng vô người của mình. Thì mẹ bạn bắt đầu niệm Phật, niệm Phật rất là nhiều rồi mới hít thật mạnh. Thì khi hít thật mạnh á thì mẹ bạn nghe một cái đùng ở đằng sau lưng của mình. Thì mẹ bạn bất giác quay trở lại thì thấy một người phụ nữ bận áo bà ba đỏ, quần đen, tóc xõa dài, và nói rằng á, cái con này á rất là cái con này khó nhập đến vậy. Thì là người phụ nữ này đi xuyên tường và bỏ đi, có nghĩa là mẹ bạn là không nhập được, đã nhiều lần muốn nhập nhưng mà không nhập vô người mẹ của bạn được, cho nên là bỏ đi. Và từ đó mẹ bạn không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái chuyện đó ghê rợn là con quỷ này nó không dừng ở đó, nó bắt đầu nó đi nhập cái bà hàng xóm. Thì bà hàng xóm này á là một cái người buôn gánh bán bưng thôi, mà khi nhập cho bà hàng xóm một thời gian á là nó bắt bả là suốt ngày phải cởi đồ đó, và sau đó là nói lẩm bẩm gì đó. Rồi á, một thời gian sau bà này bả chết mấy bạn, bà này bả chết. Thì mẹ bạn đã kể lại câu chuyện này cho bạn nghe. Mà mẹ bạn sau khi cái lần quỷ nhập đầu tiên á, mà mẹ bạn thoát được rồi, sau này mẹ bạn yếu, gặp rất nhiều hiện tượng tâm linh như vậy, thì mẹ bạn cũng đã một lần nhìn thấy được ông Táo ở trong nhà mấy bạn. Thì lần đó là mẹ bạn đi xuống nhà bếp thì bất ngờ thấy một người đàn ông rất là cao, đầu đụng trần nhưng bận áo quan, đội nón quan. Thì chỉ trong cái chớp mắt thôi thì mẹ bạn đã không còn thấy người đàn ông này nữa, cho nên mẹ bạn nghĩ đó là ông Táo ở trong nhà, vì mẹ bạn đã từng gặp được người âm bị nhập, cho nên có lẽ là cái duyên với người âm bắt đầu có. Thì mẹ bạn cũng thấy luôn được thánh thần ma quỷ luôn. Sau đó nữa là mẹ bạn kể về một cái hình dáng người em bé mà mẹ bạn đã luôn nhìn thấy từ sau khi mà sinh bạn ra. Thì bạn, cái người bạn của mình đó, cái người bạn Nguyễn Tân này á, bạn lớn bao nhiêu thì cái hồn ma em bé cũng lớn bấy nhiêu, mà thường xuyên đi theo phá mẹ của bạn và nói rằng mẹ bạn không thương. Thì thật ra mẹ bạn cũng đã từng phá thai, thì đó chắc là người chị của bạn Nguyễn Tân này, thì cái linh hồn đó đã không có siêu thoát và đi theo mẹ của mình để mà oán trách. Thì mẹ của bạn đã biết và đặt tên cho cái người chị này và đem lên chùa. Thì từ đó mọi chuyện á nó cũng trở lại bình thường.
Thì đây là một số cái chuyện tâm linh mà bạn Nguyễn Tân gửi về cho chương trình. Sau cái sự việc mà mẹ bạn bị quỷ nhập thì mẹ bạn rất là yếu, và hiện tại mẹ bạn cũng rất là yếu. Nói chung là mình mong mẹ bạn sẽ khỏe hơn, tại vì thật sự ra nếu mà gặp người âm quá nhiều thì sức khỏe của mình sẽ không có ổn. Mình rất cảm ơn Nguyễn Tân đã gửi về cho chương trình câu chuyện của bạn nha. Và câu chuyện kế tiếp là của một người bạn nữa, là một người chị. Mà chị này á, năm nay đã 36 tuổi rồi và chị xin phép được giấu tên. Câu chuyện của chị xảy ra vào năm chị 16 hay 17 tuổi. Thì lúc này gia đình của chị không may mắn làm ăn phá sản, cho nên ba mẹ chị phải bán cái căn nhà đi và dọn qua bên một căn nhà khác là thuê ở quận 8 để ở. Thì chị không có nhớ rõ cái tên đường lắm, nhưng mà chị biết là gần chợ Phạm Thế Hiển và là đường số 8. Còn khu nào thì chị không còn nhớ, mang máng thôi, chị không có rành. Thì cũng bình thường các bạn, có rất là nhiều người ta không có rành đường. Nhiều khi người ta ở nơi đó chứ người ta không có rành cái khu vực của người ta đâu. Thì chị ở đó. Thì lúc này á, khi mà dọn về á, cái căn nhà rất là lụp xụp, mà có mùi hôi hám. Ở phía trước á, thì có lót gạch, nhưng phía sau là nền xi măng không à. Thì nói chung á, cái hình ảnh cái căn nhà nó cũng khó khăn. Tại lúc này mình đi, ba mẹ chị thuê căn nhà này để làm ăn và bán cơm. Thì ba của chị mới đem về những cái miếng gỗ, những miếng ván gỗ để mà ngăn các cái phòng ra. Thì ngăn cho chị một cái phòng, ở trên lầu ngăn một cái phòng lớn để cho bốn người làm người ta ở. Thì bốn người làm này làm cái gì? Bốn người làm này á, là để phụ gia đình của chị nấu cơm và cũng như dọn dẹp bán cơm tấm hàng buổi, mỗi buổi sáng. Thì cái chị ở trong căn nhà này 3 tuần thì mọi chuyện rất là bình thường, không có gì xảy ra hết. Nhưng sau 3 tuần thì một hôm chị đang ngủ, lúc đó là 3 giờ sáng, chị bất chợt thôi, chị tỉnh dậy, chị mở mắt ra thì chị mới nhìn thấy một người con gái. Người con gái này rất là đẹp, trong bộ áo dài trắng, tóc dài mà đang lau kiến trước nhà chị. Chị mới nghĩ, nhà mình làm gì có cái kiến nào mà đẹp đến như vậy, mà cái cô này cũng đẹp dữ vậy trời. Thì khi mà chị nghĩ trong bụng thôi, chị không có nói ra, thì cái cô này quay qua nhìn chị này cười. Thì khi quay qua nhìn bạn này cười á, thì bạn này nhìn lại cái chị, bạn này nhìn lại cái hình mà cô gái mà tóc dài áo trắng á, thì cười lại. Sau khi cười lại thì cái cô gái đó mới quay qua nói với cái chị này rằng á là ở căn nhà này mới có người treo cổ chết á, chị có biết hay không? Thì cái người chị mà kể câu chuyện này á, lúc này cũng hiểu ra một số vấn đề nho nhỏ. Tại vì là 3 giờ sáng mà nhà mình nào giờ không có cái cửa kiến giống như vậy, mà cô gái này trong hình dạng đẹp mà lại tóc dài áo trắng mà lại hỏi mình cái câu hỏi đó vào lúc 3 giờ sáng, thì người chị này rợn người. Người chị mới rợn người, mới hiểu ra một số vấn đề là chắc có lẽ là có vấn đề là ma rồi. Thì người chị này không có trả lời. Thì cái cô gái này mới quay qua và nhấc bổng người mình lên và le lưỡi dài ra. Thì người chị của mình á, quá sợ, sợ hãi, người cứng đờ hết, ráng dùng dãy là bung ra khỏi cái chỗ đó và chạy lên lầu, ngay chỗ những người làm mình đang ngủ á, để mà ngủ nhờ, cũng như là quá sợ mà cần phải có người ở bên mình. Thì khi chạy lên thì cái trong bốn người làm của chị này á, có một cái người là lớn tuổi, là một cái bà lớn tuổi. Nhiệm vụ của bà đó là 3 giờ sáng phải dậy nấu cơm, còn ba người còn lại là dậy nấu lúc 5 giờ sáng để dọn dẹp. Thì khi lên bà này mới hỏi là con gái con lứa ngủ làm gì mà la ú ớ mà chạy lên đây vậy. Thì lúc này cũng đánh thức luôn ba cái người kia. Ba người kia mới nói ừ cũng nghe ú ớ, có chuyện gì vậy. Thì chị này tức lắm, chị mới hỏi là nghe ú ớ tại sao không chạy xuống cứu này kia. Thì chị mới kể ra cái sự việc, chị nhìn thấy cái hồn ma cô gái như vậy. Thì cái bà người làm mà lớn tuổi á, bà mới nói á, là bà cũng nghe ngoài chợ đồn á, là cái nhà này có người thắt cổ tự tử, nhưng mà là người đàn ông chứ không phải là người phụ nữ mấy bạn. Chị thì tại sao chị thấy được cái hồn ma người phụ nữ? Thì ở đây á, Tân nghĩ á, cái câu chuyện này là như vậy. Có lẽ rằng cái người đàn ông này chết là do xúc phạm cái hồn ma người phụ nữ này. Tại người phụ nữ này đã từng sống ở đó trước khi ông thầy tới, và người đó có thể là quỷ ở nơi này luôn. Cho nên là bạn nhìn thấy cái người đã giết cái người đàn ông thắt cổ đó, chứ không đơn giản đâu nha. Thì rất là may mắn, bây giờ chị có thể là chị đã có gia đình và có một cuộc sống khác rồi, và chị đã bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Chị nhớ lại cái hồi ức đó và kể lại cho Tân.
Thì hôm nay Tân xin phép kể lại cho các bạn. Và câu chuyện này thì Tân cũng rất là rợn, tại vì 3 giờ sáng mà bạn nhìn thấy một cái hồn ma như vậy. Câu chuyện kế tiếp lại là một câu chuyện nữa của một bạn cũng xin là giấu tên. Câu chuyện này kể về một người cô của bạn. Thì cái năm đó là ông của bạn mất, cho nên người cô này rất là buồn. Thì các bạn cũng biết rồi, ba mẹ mất thì đôi khi các con có những người là có tình cảm với ba mẹ mình nhiều thì sẽ rất là nhớ ba nhớ mẹ. Thì cái cô này vì cổ quá nhớ ba của cổ, là ông của bạn này đó, thì cô này cũng nhớ ba cổ quá, cho nên cổ quyết định cổ chơi cầu cơ vào lúc 12 giờ đêm. Mà cổ chơi một mình với mục đích của cổ là cổ muốn nhìn thấy lại ba của mình đó. Thì đêm đó cổ chơi lúc 12 giờ đêm thì cổ thấy cái cơ á bỗng nhiên nó cứng lại, nó không có di chuyển được. Thì cổ mới hỏi là ba hả, con nhớ ba quá, ba có nhớ con không? Thì cái cơ nó chạy đến chữ có. Và sau một hồi nói chuyện qua lại đó, thì người ba này mới, cái người ông của bạn cũng là ba của cô này á, mới nói á, là bây giờ ba phải đi rồi, ba không ở đây được. Thì lúc này ba của cổ đi thì mọi chuyện trở lại bình thường. Mà cổ vì quá thương ba của mình cho nên cổ quyết định cầu cơ thêm một lần thứ hai, là để muốn tâm sự cũng như muốn nói ba mình nhiều hơn. Nhưng lúc này là không may cho cổ là cổ kêu lên một con quỷ. Nhưng cái ghê rợn ở đây á, cái con quỷ nó tự xưng mình là người dân sống vào thời nhà Trần. Con quỷ này bị chặt đầu cho nên không thể đầu thai được. Mà ba, nó nói với cổ là ba của mày đã đi rồi, mày làm sao gặp được ổng, mày có muốn đi theo ổng luôn không thì tao dẫn mày đi theo. Thì lúc này cổ quá sợ và cổ bung cái bàn cơ đó, cổ bỏ cổ chạy. Thì sau đó cổ gặp rất nhiều hiện tượng lạ và thậm chí cổ còn bị gặp trong đêm mà bị đè nữa. Thì sau này á là cổ đã lên chùa và cổ lên chùa và sau đó cổ lên chùa và cổ đã được qua Mỹ á, và sự việc này đã không còn xảy ra với cổ nữa. Tất nhiên là gia đình cũng có kêu thầy về để mà, chắc mình nghĩ kêu thầy về để mà làm một cái lễ để tránh con quỷ này. Các bạn biết không, cầu cơ là một cái chuyện mà tất cả mọi người đều nghe, nhưng chắc cái câu chuyện này ít ai hiểu được. Cầu cơ có nghĩa là bạn chính thức mở một con đường giữa người âm và người dương để người âm có quyền tiếp xúc với bạn. Và chính bạn là người tạo ra điều đó, thì bạn phải biết cách đóng cánh cửa đó lại sau khi cuộc chơi kết thúc. Nhưng dường như qua bao nhiêu đời thế hệ, bao nhiêu người chơi, thì những người chơi cầu cơ thường rơi vào những người không có đủ kiến thức về tâm linh. Họ chơi cầu cơ là để cầu số đề, để gặp ma quỷ, thậm chí là để đùa vui cho vui thôi, chứ không có mục đích gì. Và họ luôn có được cái cách để mà họ gọi những linh hồn đó lên, nhưng họ không hiểu cách để đóng cánh cửa đó lại. Đó là lý do họ đã ký một cái bản giống như là một bản hợp đồng giữa họ và quỷ. Thì họ có những cái người âm đó, họ có quyền tiếp xúc với cái người cầu cơ đó. Các bạn nghe những câu chuyện mà kể về cầu cơ, các bạn đều thấy khi mà họ cầu cơ thì họ được cái mà họ muốn. Nhưng mà chưa một người nào kể rằng khi mở cánh cửa đó ra thì làm sao đóng cánh cửa đó lại. Các bạn phải biết cái gì phải có trước, có sau, có đầu, có đuôi. Mở ra thì phải đóng. Người ta nói á, là muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Cho nên các bạn không biết cái cách để các bạn đóng cánh cửa đó lại thì các bạn sẽ gặp những hậu quả rất là nghiêm trọng. Đừng bao giờ chơi cầu cơ. Tại vì cầu cơ các bạn mở một cánh cửa về linh hồn, các bạn sẽ gặp rất là nhiều người âm khác nhau tại vùng đó. Nếu các bạn gặp một người hiền thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều điều may mắn. Nhưng cái chuyện đó rất là ít. Tại vì thường là oan hồn cũng như là ma quỷ thì họ chích oan. Họ không muốn người ta phiền mình, họ muốn được yên nghỉ. Mà khi bạn kêu họ dậy, họ chính thức là trở thành cái người mà có thể tiếp xúc được với bạn, thì họ rất muốn lấy linh hồn của bạn để có thể tiếp xúc mạnh hơn với người dương. Các bạn phải cẩn thận điều này. Tại Tân sau khi Tân kể chuyện, rất là nhiều fan gửi về, thì rất nhiều fan đã kể về những câu chuyện cầu cơ rất nguy hiểm. Bản thân Tân cũng đã từng nhìn thấy điều đó ở quanh phường, quanh xóm của Tân. Điển hình á, là gần xóm Tân ngày xưa á, là có một cái ông bán bánh giò. Ông này ông bán bánh giò, ông có đạp bánh giò chân gai, đạp giò chân gai đạp giò. Thì một buổi sáng hôm đó, mọi người trong xóm của Tân đi ra đó, thấy ổng đang nằm sóng xoài giữa đường mà cái xe bánh giò của ổng á thì thúi quắc luôn. Mà ở trong cái xe đó có một đống tiền vàng mã. Thì lúc đó mọi người nhìn thấy ổng thì tưởng ổng chết, cho nên là mọi người tới lay ổng mà rất là sợ, gọi công an phường xuống, mà thật sự ổng không có chết.
ổng chỉ xỉu thôi. Và khi mọi người hỏi ổng á thì ổng nói á, và tình trạng ổng là xanh xao, ổng nhợt nhạt lắm, ổng sợ lắm. Và ổng mới nói là đêm hôm qua á, là ổng đi đến cái hẻm của nhà, của gần nhà mình á, là ổng thấy được một người đàn bà nói á, là còn bao nhiêu bánh giò bánh chưng thì hãy vào trong trong cái khu của bả đi, người nhà bả mua hết. Thì khi mà vào trong đó thì ổng thấy rất là nhiều người lớn nhỏ khác nhau đều tới ăn bánh giò và trả tiền cho ổng. Thì khi mà ổng bán bánh giò đó xong, ổng mới hỏi, ủa cái hẻm này là hẻm gì mà sao có nhiều người tới mua của mình dữ vậy đó. Mà thực sự ra ổng đâu có biết là hẻm nào, ổng đi cái hẻm này rất là quen rồi mà ổng thấy cái hẻm rất là đẹp. Ổng còn tả lại được đó là hai bên nhà thì có lồng đèn trắng, lồng đèn đỏ ở treo trước cửa nhà, và mọi người mặc đồ rất là kỳ mà đều mang cái guốc mà dạng như guốc mà của người Nhật kia đó đó, guốc mà mặc áo bà ba, còn đàn ông á thì bận áo dài. Và họ tới họ ăn bánh giò của ổng, họ trả tiền. Và sau khi ổng vừa mới đi ra khỏi con hẻm mà ổng nhìn thấy được cái số nhà của cái nhà mà quen thuộc mà ổng hay nhìn thấy trên con đường này á, thì ổng quay lại ổng thấy con hẻm này không còn nữa. Thì lúc này ổng quá sợ, ổng chạy, ổng đạp xe, ổng chạy thì ổng té. Ổng té bật ngửa ra rồi ổng xỉu ở đó cho đến sáng luôn. Thì sáng người ta bắt gió, người ta cạo gió cho ổng, thì gió cái lưng ổng bầm tím hết. Tại vì ổng nằm ngoài đường nguyên một đêm mà sương lạnh mà, thì bầm tím hết. Mà ổng bệnh luôn mấy ngày trời đó, mình thấy cả cũng phải 2 tuần nửa tháng á, không thấy ổng đi bán lại. Thì mọi người mới đồn là ở đây rất là ghê, ở đâu đó vẫn còn những con hẻm, vẫn còn những cái người mà họ mất từ hồi rất là xa xưa rồi. Cho nên là đừng bao giờ mà đi đêm, tại vì bán đêm đi đêm sẽ gặp ma. Thì sau khi mọi người gặp lại ông này hỏi á, thì đêm hôm đó ổng có cầu cơ với ba ông nữa, mà ba ông này là ba người uống rượu với nhau cầu cơ. Ông này cầu cơ để xin số đánh đề, đó là ông bán bánh giò đó, ổng có cầu cơ với ba người nữa là 4 người. Nhưng mà sau khi ổng bị chuyện đó thì ba người cầu cơ chung với ổng là không còn nhìn thấy nữa. Đến bây giờ câu chuyện này trong chợ, trong nhà, những cái nhà mà gần khu của mình ở á, họ vẫn đồn họ không biết ba người đàn ông đang nhậu này đã cùng ổng cầu cơ là ai, ở đâu. Vì bản thân ông bánh giò này ổng cũng nói ba người này rất thường xuyên xuất hiện ở trong khu nhà của Tân. Nhưng từ khi sau chơi trụ cầu cơ đó vào lúc 2 giờ sáng hôm đó thì đã không còn nhìn thấy ba người đàn ông này nữa. Và câu chuyện này trở thành một câu chuyện huyền thoại ở khu Tân luôn. Thì Tân mong các bạn rằng đừng bao giờ chơi cầu cơ dù bất cứ lý do gì. Cuộc sống ai cũng có cuộc sống riêng của mình, người ta đã an nghỉ rồi thì để người ta an nghỉ, đừng phá người ta nữa các bạn nha. Thì bạn phá họ thì họ sẽ phá ngược lại bạn mà nặng nề hơn rất là nhiều. Câu chuyện của Tân đến đây thì cũng là hết. Rất mong các bạn ủng hộ, đăng ký, subscribe và chia sẻ câu chuyện này rộng rãi cho Tân nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện lần sau. Bye bye, hẹn gặp lại nha.